ở hàng xóm xung quanh đó chị. Giống như mình cũng có bao đì hơi quá khổ thì sản phẩm anh nói là không biết mốt có đẻ được không. Rồi sao mà bự quá vậy? Hỏi chồng em mà chồng em trả lời câu em mát ruột dễ sợ. Trả lời sao? Em tên là Minh Hoàng, năm nay 35 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng, công việc là gì? Hai vợ chồng em là buôn bán trái cây online. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Bảo Trân, năm nay em 25 tuổi. Quê của em thì ở Đắk Nông và em làm vợ của anh Hoàng ở quận 8. Dạ, công việc hiện tại của em là ngày nào em cũng livestream khui sầu riêng hết. Em ơi, chút nữa mình phải ẹt nhau em ơi. Dạ. Chứ anh khoái sầu riêng lắm. Trời ơi, mỗi một em quê sầu riêng lắm. Mặc dù ăn nó không tiêu. Mà chị ăn thì nổi mụn mà chị vẫn mê em ơi. Rồi bây giờ quay trở lại chương trình. Hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Ấn tượng về nhau ra sao? Tụi em lần đầu gặp nhau là ở một tiệc của sinh nhật của một người bạn. Thì lúc đó thì vợ em thì rất là vui vẻ hòa đồng, em thấy ấn tượng là vui vẻ, rất là hoạt bát, rất là hiền lành nên em ấn tượng rất là từ lúc đó. Vậy đó, cách đây mấy năm? Cách đây 2 năm rồi chị. Lúc đó bán sầu riêng. Ờ đó đang tính hỏi đó, lúc đó bán sầu riêng chưa? Khó anh chị. Lúc đó bán sầu riêng. Em cũng bán rồi. Không, em lúc đó là em làm chưa nghề tài nghề là nghề khác. Có nghĩa là làm nghề khác. Lấy cô này xong rồi về bán sầu riêng. Bán sầu riêng luôn. Đó, rồi tiếp tục. Em có nghĩa là em có ấn tượng cô này, tức là cô vui vẻ, hoạt bát và có ấn tượng đẹp về cổ. Thế còn Trân thì sao? Nhìn anh Hoàng có mê ảnh từ cái giây phút đầu tiên không? Dạ không, lần đầu em nhìn chồng em thấy chồng em dữ quá. Ủa sao vậy? Dạ, nhìn mặt chồng em thấy dữ quá, nhưng mà sau khi mà có đi chơi chung với nhau thì em thấy ảnh không những hiền mà còn lành nữa. Anh nhắn tin cho em và anh nhắn tin em thì em sôi nổi lắm, mà ảnh nhìn ảnh vậy nhưng mà thực ra ảnh rất là già. Ảnh cổ lộ sĩ á. Anh nhắn tin cho em mà chỉ gói gọn em ăn cơm chưa, em ngủ dậy chưa, em làm gì đó. Những cái câu mà nó rất truyền thống. Dạ, rất là căn bản. Dạ, lúc đó thì em không có nghĩ là sẽ quen hay là yêu đương gì đâu. Mà em có một người em nữa, hai chị em suốt ngày bán sầu riêng. Và lúc mà cái thời gian đó là em chuẩn bị đi du học. Rồi anh này là anh tiếp cận em, nhắn tin một tuần là cũng đi chơi. Xong rồi em thấy tướng tá cũng ngon. Em thấy hiền lành, hiền. Em vớt liền. Ừ, hàng ngày là từ quận 8 đi qua quận Gò Vấp là để phụ em livestream. Tại vì livestream thì mình phải ngồi trên máy livestream rồi. Còn ảnh là ảnh sẽ cân nè, rồi ảnh gói nè, ảnh đưa cho shipper nè. Nhưng mà sau khi mà các bạn gặp nhau đó, rồi về add Zalo với nhau đó, rồi em có hẹn hò mời cô ấy đi uống cà phê, có đi chơi được không? Dạ có chứ anh, khoảng chừng một tuần vài ngày sau á thì tụi em có mời vợ của em là đi uống nước. Lúc đầu là em kêu là em muốn uống cà phê nào mát mẻ có bờ sông. Cái anh dẫn em vô quán có cải lương. Em nghe em nhức đầu. Uống quán cà phê mà có cải lương hả? Dạ. À, cái đó có bờ sông nữa anh. Mà em không biết tại vì đó là người ta hát cổ chị dạ, cổ nhạc cổ, dạ, đúng cổ. Rồi, đó. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Thì tụi em đi lúc đó tụi em đi uống cà phê uống ăn gì đó thì khoảng chừng vài ngày sau tụi em là quen nhau chính thức, là yêu nhau. Dạ. Em có về khoe với mẹ không? Là lúc đó vẫn chưa, tại vì mẹ em cũng hơi khó. Trước khi em đưa cho vợ em về ra mắt á thì em cũng có nói trước với má em là vợ em thì hơi tướng hơi mập chút xíu. Để em khỏi bỡ ngỡ anh chị. Ủa, có nghĩa là lúc đó là em đã mập về rồi hả? Dạ, em mập từ nhỏ. Ủa, vậy là cái gu của em là thích mũm mĩm, thích những người phúc hậu hả? Dạ. Gu của chồng em là thích những cô gái cá tính, mạnh mẽ. Mũm mĩm. Dạ, mũm mĩm thì chắc là em phá vỡ. Nhiều khi em bán hàng mà em mồ hôi mồ kê, em xấu xí lắm mà lúc nào anh cũng nói em dễ thương hết chị. Đó. Nhiều khi nhìn em thấy ghê luôn á. Mà ánh mắt anh dành cho em á là một cái ánh mắt giống như là ô, vợ mình cute quá, là số 1 đó. Quá, em là đúng hộ em quá Hoàng ơi. Anh là đó. Em là đúng gu của ảnh rồi đó. Dạ. Nhưng mà lúc ảnh gợi ý là ảnh đưa em về gặp mẹ anh đó. Dạ. Thì em có ngại không? Không? Dạ có. Tất nhiên là mình có khuyết điểm mà ai cũng thấy thì mình rất là rất là ngại. Mình cũng chuẩn bị những cái váy dài dài qua đầu gối một tí, cái áo dài dài chút xíu để che bớt. Che bớt cũng hơi áp lực đúng không? Dạ. Rồi khi về nhà ảnh và gặp phụ huynh thì sao? Dạ thì thấy người miền Nam thì thấy cũng sợi lỡi. Rồi em thì em cũng cố gắng để mà mình hoạt bát hơn, chứ mình đừng có chậm chạp quá. Rồi nhưng mẹ... mà mẹ ok đúng không? Dạ. Mẹ có lúc em đưa vợ về thì mẹ có nói gì không? Không, mẹ em nói chung là
chị hơi khó chút xíu. Thứ là chú ý là quan trọng về sức khỏe chị, tại vì sợ vợ em mập thì ảnh hưởng tới sức khỏe nên vậy thôi, chứ không phải là khó khăn gì hết á. Nhưng mà má chồng em không có nói, nhưng mà ở hàng xóm xung quanh đó chị, giống như mình cũng có body hơi quá khổ thì sợ khó, mình nói là không biết mốt có đẻ được không. Rồi sao mà bự quá vậy, hỏi chồng em mà chồng em trả lời câu em mát ruột dễ sợ. Trả lời sao nè? Vợ em tuy mập nhưng mà dễ thương, đang nói chuyện với là có duyên đỡ hơn. Nói chung mình nhiều người thì tuy đẹp nhưng mà nói chuyện vô duyên. Nói thẳng vô mặt luôn vậy đó. Anh thích vậy đó. Sau đó bây giờ anh hỏi nè, hai chồng đã có em bé chưa? Dạ có ạ. Như vậy là rõ ràng người ta nói cái chuyện mập khó dạ. của con là cái chuyện đó hoàn toàn không dạ. đúng. Như vậy là mình cưới xong mình mới có em bé hay là mình có em bé trước rồi mình mới cưới? Dạ em có em bé trước. Trai dạ. gái? Dạ con gái. Dạ. Rồi khi mà trước cái ngày cưới có cái biến cố gì xảy ra không? Chỉ có trong ngày cưới á chị, buổi đêm đó thì lúc mà hai vợ chồng mệt quá là đi ngủ, đêm động phòng là có hai cái sướng. Một là đêm động phòng và hai là bóc phong bì. Là bữa đó mệt quá là cả hai vợ chồng đều không có phong bì luôn. Rồi buổi sáng ra thì mới biết là vàng bạc rồi tiền mâm của mình mất hết trơn à. Ủa? Trộm vô lấy hay sao? Dạ ăn trộm vô, đánh thuốc mê vô lấy hết trơn à. Là nguyên cái thùng đó luôn đó? Dạ cả vàng của má em cho em rồi cả. Là lúc đó là cái nhà đang bên quận 8 hả? Dạ không, đúng là đám cưới ở dưới quê, đám cưới ở Đắk Nông. Coi như trắng tay đúng không? Dạ. Mà lúc đó sao em? Lúc đó em khóc. Em khóc xong rồi buổi chiều về là em bình tĩnh lại, em không khóc nữa. Một tuần sau là đám cưới bên nhà trai thì bây giờ em phải có tiền để em xoay tiền vàng đeo lên cho có nhà trai nè. Rồi em phải lo tiền mâm ở dưới và tiền ban nhạc ở dưới. Nói chung lo hết đó. Dạ, sau đám cưới là 2 ngày là tụi em đi làm lại luôn. Nhưng bây giờ thì tụi em trả hết nợ chưa? Dạ, tụi em còn một chút nữa. À vậy hả? Rồi bây giờ là cưới nhau một năm mấy rồi đúng không? Dạ. Bây giờ về ở trả gần hết nợ rồi. Đúng rồi, trả gần hết nợ, coi như chuẩn bị lấy là phong độ rồi đó. Đó, bây giờ anh hỏi em nè, anh ấy có tật xấu không? Dạ, chồng em phải nói là chồng em rất là tốt. Em thấy không có tật xấu gì, nhưng mà ngoài là cái tật xấu rất là li ti, nhỏ xíu. Ví dụ đó. Như là không chăm sóc bản thân. Đi tắm một tuần thì có thể là sử dụng xà bông chỉ có 2-3 lần thôi. Chà chân thì cũng một tuần cũng 2-3 lần thôi. Rồi chơi game thì hay gạch tàn thuốc lung tung. À, hút thuốc đúng không? Dạ, rồi ít nói. Ví dụ như là vợ người ta live stream thì chồng của mình đứng ngoài thì ơ chị ơi mua cái đó đi chị, cái đó ngon lắm, cái đó ok lắm. Thì chồng nói vợ câu thì vợ nói một câu, tự nhiên thấy chồng em nha im re luôn. Một mình em nói live stream có 4 tiếng là em nói hết cả 4 tiếng luôn. Văng ta, ra em nói tiếp. Ta lo chốt đơn mà dạ. Em ơi, lộn đơn sao? Không ai cũng nói được đâu em. Dạ. Ngoài mấy cái tật xấu ra thì còn tật xấu gì nữa không? Dạ có, rất là hay quên luôn. Ví dụ như là người ta đặt 1 ký, ảnh cũng giao 1 ký, người ta đặt 2 ký cũng giao 1 ký mà thu tiền 2 ký. Nhiều khi á điện đơn nó quá trời nè, ảnh chọt cái đơn này đơn kia cũng lâu, cũng hay cũng bị rối. Nhưng mà giờ cái tình hình là cứ diễn ra hoài vậy, em bị người ta mắng vốn. Cho sao em thu tiền 2 ký em giao chỉ có 1 ký. Cái là em á, em nắm tay ảnh, chồng ơi bây giờ chồng nhìn thẳng mắt em nha, bây giờ chồng nhìn thẳng mắt em, bây giờ em kể nè, cái đơn đó là giao có 1 ký thôi, anh thu tiền 1 ký. Hoặc là cái đơn quận nhất đó giao sau 5 giờ, anh nhớ không? Anh nhìn thẳng vô mắt em nè, anh nhớ không? Đó, em phải nói từ từ vậy cho anh mới nhớ. Rồi bây giờ mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nè? Em thấy chồng em hiện tại không cần phải thay đổi gì nữa hết. Em chỉ muốn gửi đến anh của sau này là hôm nay anh sao thì mai mốt anh vậy, anh đừng có thay đổi lòng anh nha. Em chỉ muốn gửi đến như vậy thôi. Anh đừng có đổi gì hết á. Dạ. Coi như bây giờ và mãi mãi đừng thay đổi, anh là anh thôi. Dạ. Rồi tới em đó, vợ em có tật xấu gì không Hoàng? Nếu là mê tiền anh vậy. Mê tiền. Không phải anh tiền, cũng mê tiền. Mê tiền không mê phải tiền. Tật xấu, ai cũng mê cả, đúng chưa? Cũng hơi lì. Đó, lì là thật xấu đó. Nhiều khi mình biết mình sai nhưng mà không chấp nhận, không chịu xin lỗi hay không chịu chấp nhận mình sai. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ cái chuyện, cái cuộc cãi vã nào, mình cũng là người có lỗi, phải không em? Đây là khổ lắm anh. Rồi mỗi lần cô ấy giận thì cô ấy phản ứng như thế nào? Tại khi nào em dỗ thì mới nín thôi. Em dặn ảnh khi dỗ cũng không chịu nín luôn anh vậy. Em dặn ảnh là khi nào mà em giận á, anh ôm em một cái, cái em đẩy anh ra cái anh ôm lại cái nữa. Em lại đẩy anh ra cái nữa thì anh ôm lần thứ 3 là em sẽ cho anh ôm. Đó, rồi anh xin lỗi em đi, rồi sau xin lỗi là em nói gì anh nói gì em cũng nghe hết. Nhưng mà anh phải xin lỗi em, dù đúng ai đúng ai sai anh cũng phải xin lỗi em cái đã. Mệt tại vì bé còn con nít mà, bé là bé nhỏ hơn em tới 10 tuổi lần, cho nên là bé còn nít, bé muốn có tình thương mến thương. Rồi bây giờ mong muốn người đẹp của mình thay đổi điều gì? Bớt giận hờn vô cớ lại.
giảm cân chút xíu để giữ gìn cho sức khỏe. Rồi, giống như là mình chú ý với sức khỏe thôi. Đó. Ăn uống thì ai cũng ăn bình thường chứ không phải ăn nhiều. Tại vợ em thì mình làm mệt nên phải ăn có năng lượng anh chị chứ. Chú ý là đó. Chắc là do vợ em bị áp lực cơ địa, áp lực có đâu. Công việc. Bạn này là từ việc... nhỏ mà. Không phải, ý em đang nói là sẽ ít tập thể dục đúng không? Nhưng mà cần phải tập thể dục cho đúng sức rồi. Khỏe thôi. Thực sự là như vậy. Thậm chí chị mệt lắm, nhiều khi chị mệt chứ sợ luôn á. Đó. Nhưng mà tại cũng làm biếng tập thể dục đó. Không, dạ. Em thôi giờ chị em ta cố gắng gọi là hứa với nhau á là tập nha. Đó, dạ, nghe đi. Xin chúc hai em nha. Dạ. Buôn mai bán đất, đặc biệt là trong vài tháng nữa là trả sạch bách nợ nha. Để cùng mở ra một cái shop sầu riêng tuyệt vời. Một chuỗi sầu riêng sạch. Để sầu cho riêng. Mai mốt bà Hường Dân với ông Mr. Bean tới cho ăn free nha. Rồi, cảm ơn hai em. Em là ca sĩ Lâm Trần Huy. Năm nay em 39 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh ạ. Mời em. Dạ, em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Hương. Em năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước nhưng mà cũng quê gốc cũng ở Hà Tĩnh luôn. Lần đầu tiên hai em gặp nhau, chạm mặt nhau đó. Thì vào lúc nào và chuyện gì đã xảy ra? Em để cho vợ em nói. Dạ, nếu mà nói lần đầu tiên gặp nhau thì năm đó chắc em mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Cái lần đầu tiên đó là lần đầu định mệnh luôn. Nhưng mà lần đó là ở Hà Tĩnh hay là? Dạ không, ở Bình Phước. Em đi diễn. À, dạ. Đó anh ấy nổi tiếng lắm. Ca khúc không gì có thể thay thế em. Đúng rồi. Dạ. Mà lớp 7 là biết mê rồi. Em trông chờ đến lượt anh lên biểu diễn. Khi ngồi ở dưới mà đến lượt anh là hồi hộp lắm, hồi hộp để muốn nghe anh hát. Em thì ngồi không phải gần sân khấu, dưới cuối sân khấu. Ở giữa sân khấu. Thì ngồi anh, kế bên mẹ. Thì tự nhiên anh đang hát trên sân khấu xong rồi nhảy xuống. Tức là anh nhảy xuống mà nhảy xuống đi đến một mình chỗ của em thôi. Em cũng không hiểu sao như cấp duyên số trời định vậy ra là em đi thẳng xuống, em bắt đi, em bắt tay chào mẹ xong rồi bắt tay em. Rồi cái giây phút mà em chạm được cái bàn tay của thần tượng nó như thế nào hơn à? Dạ thì cảm giác lúc đó cũng khó tả lắm. Tay anh mềm mềm. Em muốn bể tim không? Tại vì á, cái người idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu phóng xong sẵn đây cho mình rồi chụp cái tay đó, mình. Nói chung là rung rung mà đỏ hết mặt luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vợ em mới nhắc lại thì em mới nhớ thôi. Đó là cái giống cái định mệnh. Cái định mệnh đó là hôm đó xong là thôi đó. Dạ, năm sau mới gặp lại ngay. Em mới nhờ một người FC tìm cho cái gương mặt nào mới lạ mà xinh để cho mình quay cái clip đó chị. Dạ, cô bé mới dắt Hương lên. Bạn của em mới đầu là không nói là lên đóng clip cho anh Huy đâu. À. Đi quay clip cho cái anh ca sĩ này rồi anh gửi cassette cho. Tối đó em còn chưa chịu đi mà. Em một khăng khăng em nói nếu mày không nói thì thôi tao không đi. Sau đó mới nói là anh Lâm Trấn Huy, nó nói vậy đó. Sau em cũng vui vui bỡ ngỡ, tự nhiên cảm xúc 10 năm trước tự nhiên nó lại dạ. Nói nghe nè, có nghĩa là từ cái hôm định mệnh đó xong về là em vẫn cứ là idol của em vẫn là anh Huy đúng không? Dạ. Yêu đó. Một vài anh rồi. Cái chuyện yêu một vài anh là chuyện mà vẫn có còn một idol. Idol là cái đêm đó chắc khỏi ngủ luôn đúng không? Sáng sớm vậy là đi rồi. Khi mà em gặp bạn này là em có cảm giác em thích liền. Thích liền. Là mình nhìn là mình cũng thích rồi. Sau đó này vẫn chưa chịu thua. Là rủ qua phòng thu để thu âm. Thu cái bài Chia Tay Không Lý Do mà Hương hát rất là hay. Thì lúc đó là cùng năm là 38 tuổi rồi. Cha mẹ ở quê là dầm chân đấm ngực bắt lấy vợ rồi. Nghĩ là thôi đúng chắc. Bạn này chắc được đây. Để lấy số cái đã. Bởi vì gặp một cái là mình có cảm tình như là đây là vợ của mình rồi. Chiều tối đó là thu xong cái rồi thì vấn đề cho Năng đi về ở Bình Phước. Dạ. Có gửi cách xe không? Không. Lúc đó là chưa quay. Mới đi thu. Em nhớ là vẫn đón taxi cho về Bình Phước hết chiều mấy. Hương về Bình Phước rồi đó. Dạ. Em có nhắn tin, có gọi điện thoại liên tục không? Có nhắn tin. Buổi tối hạt xong lên trên cầu là cũng gọi FaceTime lại khỏe. Anh chuẩn bị lên cầu nha. Đó cái kiểu vậy. Bao lâu thì em mới chinh phục được cô này? Buổi chiều hôm đó thu xong là thấy cùng Năng cũng... ok rồi. Cái người này là gặp cái là mình cảm giác là như là vợ mình rồi. Vợ mình rồi. Rồi thì cơm chưa ăn gạo còn đó. Rồi thì mới gọi điện về khoe cha mẹ. Khoảng chưa đây một tháng là cứ tám đêm nào cũng gọi điện thoại vậy.
đến đúng ngày 30 Tết là em xuống em đón lên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn, em về Bình Phước hốt lên Sài Gòn luôn. Dạ. Xin phép cha mẹ. Xin cha mẹ lên Sài Gòn luôn. Dạ. Mà lúc đó là Hương đi làm chưa hay là vẫn dạ còn rồi đi làm? Em làm việc trong công ty kinh doanh vàng bạc đá quý. Lúc đó là dù là bảo lên làm ca sĩ sau này lên lên rồi thì mình tỉnh sau lên. Em lên thì em cũng đi theo rồi phụ cho anh. Nâng khăn sửa túi cho anh làm thôi. Quản lý cho anh. Làm quản lý nâng khăn sửa túi thôi. Dạ. Dạ. Cái giai đoạn mà em đi theo anh Huy lên thành phố, em có sợ? Cái ngày mà đặt chân lên thì tất nhiên là cũng có nhiều cái tâm trạng lúc đó. Vừa xa cha mẹ vừa buồn rồi vừa... lo không biết anh có bỏ không. Nói chung là có nhiều cái suy nghĩ cùng một lúc đó. Lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không có nhiều. Bởi vì em rất là, không biết sao, rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy. Nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em. Còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà, còn nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy? Em cũng không biết sao về gặp một cái là mẹ Hương cũng thích luôn. Là em có nói là con cũng người Hà Tĩnh, quê mẹ cũng ở Hà Tĩnh. Thôi thì quê ta về ta tắm áo ta thì mẹ cứ yên tâm. Rồi mẹ cũng nói thôi thì giờ mẹ giao tất cả cho con. Chiều đó là em đón đi luôn. Tết là cái dịp gọi là chạy show nữa. Dạ đúng rồi. Chạy bán sông bán chết. Cá sĩ là đua nhau chạy loan xeo. 4-5 điểm. Khi bắt đầu mà 30 Tết hốt lên xong rồi bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Gần một năm chị. Gần một năm như vậy là em rong ruổi theo chàng là đi khắp liên kỳ lục tỉnh đúng không? Dạ. Là mà... như vậy là đã có chuyện sống thử đúng không? Dạ có. Dạ. Ừ. Khi mà mới lên thì đêm đâu là hột luôn. Có nghĩa là gì nè, người ta là sang hẳn một trang mới, để đã xác định rõ ràng rồi. Hai vợ chồng cũng tính là dự tính là cưới sẽ trễ hơn. Nhưng mà Hương lại có bầu. Vỡ kế hoạch. Dạ, dạ. Bây giờ là bé mấy tuổi rồi cơ? Dạ được 13 tháng chị. Chắc là ông bà mừng lắm phải không? Dạ cha mẹ mừng ạ. Chúc mừng hai em. Ừ dạ. Nhưng mà lấy nhau về rồi sao ông này ổng có loại tật xấu gì đó, không? Ông có ăn hiếp em không? Vừa cứ kể thôi chứ. Anh Huy thì tật xấu cũng không có nhiều, mà có một cái là vì bạn bè quá, bạn bè mà gọi ở đâu rủ một cái là ham vui lắm. Gọi một cái là chỉ muốn đi đến đó đi thôi. Đi yêu bạn. Dạ. Và những lúc vậy thì em cứ càm ràm rồi em không cho đi, em làm mọi cách để ở nhà, em làm mọi cách để ở nhà. Có khi nào là coi như là làm cỡ nào ổng cũng đi không? Dạ không. Nói chung là những bạn bè rủ á thì có những cái mà em cũng đồng tình rồi em cũng đi với anh. Có những cái nào mà em không đồng tình hoặc là tại vì bạn bè rủ rê anh rất là nhiều chứ không phải là ít. Em không đồng tình là em em dùng mọi cách để anh ở nhà. Có giỡn hớt mà kiểu như có hề hước không vậy? Ở nhà là ví dụ vợ đang bực cái gì đó là toàn chọc cho điên lên, xong rồi bắt đầu giỡn, đứng múa xong rồi làm mấy cái mắt lé mắt đồ. À vậy là lầy lắm, nhây cũng giống Thái. Nhây Thái như vậy đó. Những lúc nào rảnh rỗi cũng mê game. Mê game dữ không em? Cái mức độ mê game không bà ấy như dữ thì cũng không dữ lắm, nhưng mà ví dụ đang tập trung cái gì đó là kêu làm gì, đợi chậm tí mà 5 phút sau chưa thấy được hết, vẫn đang ngồi miệt mài. Anh hỏi nè, có ghen không? Dạ thời gian đầu thì có, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không. Rồi bây giờ tới em đó Huy. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại thì mình này. Thôi thì vừa ba là nhất. Ba là chú muôn loài. nhất mà tí nữa mà chìa khóa mà cho nên bỏ để sẵn đó mà. Nếu mà nói nhiều nó trốn luôn. Trốn đi. Anh Dương Hinh mỗi lần mà vợ nói gì, ba là chú muôn loài. Vâng ạ. Nói xấu tí nhá. Từ ngày mà cô con là cũng hay, nói chung là hay lên chức lấy con ra với mình. Làm chức làm quyền đúng không? Dạ. Đó. Trước khi nói là như nào đó thì mình cũng nói vừa là càm ràm nhiều quá đúng không? Dạ, hay càm ràm nhiều mà đàn ông nghe nhiều là thấy rất là khó chịu. Nói một lần là người ta đã hiểu rồi, mà càng nói nhiều lần người ta lại cũng không làm, là không hiểu luôn. Mong giờ thay đổi thì hiểu chồng hơn một tí nữa đó, bởi vì anh em sống thì phải có anh em, có bạn bè. Nhiều khi ở cái xã hội này mà mình có anh em bạn bè thì là mình cũng không làm được cái điều gì nhiều cả anh trai nhỉ. Còn Hương sao? Hương mong muốn chồng thay đổi gì? Mong muốn chồng cũng hiểu em hơn tí nữa. Cũng mong muốn chồng là luôn luôn yêu thương vợ con càng ngày càng một nhiều hơn thôi. Thôi thì trời chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Là Hương là 94 hả Hương? Dạ em 93 chị ạ. Tức là hai bạn này là cái thế hệ nó khác nhau. Đúng dạ. Cái thế hệ của Huy với lại
Thuận nè. Dạ. Dạ. Là anh em bá tánh bạn bè nhiều lắm. Dạ. Cái thời lúc mà trẻ bắt đầu đi tạo dựng sự nghiệp á, thì hồi dạ. đó làm gì có Facebook, hồi đó làm gì có gọi là 4.0 như bây đúng giờ. Dạ. Dạ. Thành ra là phải gặp nhau liên tục. Tất cả những cái mối quan hệ đều dựa trên cái bạn bè bá tánh đó. Dạ. Hỗ trợ hỗ tương cho nhau để dạ. cùng phát triển. Đúng ạ. Dạ. Bây giờ thì khác, bây giờ nhiều khi mình không cần những cái đó, mình vẫn có thể phát triển được nó, nhưng mà ngày xưa là không có. Dạ. Thành ra là đúng là Hương cũng nên thông cảm với bạn Huy, là ví dụ có những cái mối quan hệ mà từ trước rồi, tình dạ. nghĩa dạ. đó, tình dạ. nghĩa lâu dài rồi, đúng không em? Mình dạ, không dạ. thể nào bỏ được. Dạ. Mình sống có trước có sau. Dạ. Nhưng mà ngược lại đó thì em á, dạ. tại vì em có cô vợ trẻ thì dạ. em phải trẻ hóa mình nữa. Ừ. Vâng ạ. Để vợ em thấy cái khoảng cách nó ngắn lại, nó hẹp dạ. lại. Đó thì lúc đó là hai vợ chồng sẽ rất là hiểu nhau, sẽ đồng cảm, sẽ hòa điệu với em. Cho hai em mãi mãi dạ, hạnh phúc và mãi mãi tận hưởng những gì tuyệt vời nhất ở cuộc sống dạ. này. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai em. Chúc hai con cho con. Chúc hai con hết tinh thần. Nghe đây, quay. 5, 4, 3, 2, 1, vô đây. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời chị ngồi. Rồi giờ này chị biết không, trên mạng nó có rần rần rộn rộn. Cứ nói là tại sao cái như chị Hồng Vân chị lại có một cái thân hình là phải nói là quá bất ngờ như vậy, rất là mi nhon và giảm tới 15-16kg luôn, có 14kg. Tại sao anh Quốc Thuận ngồi kế chị Vân mà không thấy anh Thuận xuống ký mà càng ngày thấy anh càng lên ký? Mọi người ơi, mọi người hãy chờ nha, 6 tháng sau á Quốc Thuận á sẽ bằng phân nửa tôi. Trời ơi, có không? Chưa có vậy luôn nào cái ngày đó á, trời ơi. Về vấn đề là mình phải kiên trì thôi. À, về nhà phải móc ra lại mấy cái bộ đồ mà bây giờ xưa không mặc được, hoặc là mua mới nữa, hoặc là móc ngược lại cái ngày xưa để mà mặc lại. Chị biết em có những cái mớ đồ đó mà em chưa kịp mặc rồi mà em bỏ được, là bởi vì vừa ướm nó vô thôi là bung lúc đó. Em sẽ mặc tại vì được. Cái lần đó là vợ đi mua đâu mấy cái, em sẽ mặc lại được, em yên tâm nha. Có chị không? Có chị. Có chị. Chị là sát thủ của mỡ đúng không? Đúng rồi. À, hay quá. Nhất là mỡ nội tạng. Trời, hay quá luôn. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình ngày hôm nay nha. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên ngày hôm nay xuất hiện. Họ sẽ mang đến như thế nào? Mời quý vị chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Cái câu chuyện đầu tiên nghe không? Quen quen á. Quen quá luôn. Chắc người quen luôn á. Chào đúng. Hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mặc dù là anh Thuận với chị Vân thấy rất quen. Rất mà, quen luôn. Vì là phô phát chương trình cho nên là các em phải giới thiệu về mình. Yeah. Mời hai em. Dạ. Mời Vân nói trước. Đó. Hoa hậu Lê Ông Nguyên Anh đó, phải nói Anh đầy đủ tên. Dạ, tên đầy đủ tên là Lê Ông Nguyên Anh. Dạ. Hôm nay em 28 tuổi. Ừ. Và công việc thì đại chính của em là giảng viên đại học. Ủa vậy hả? Dạ, đại học gì? Giảng viên đại học của trường Đại học Hoa Sen. Wow, em học môn gì vậy cơ? Dạ, em học phụ trách cho bộ môn ngôn ngữ và sự kiện. Hay quá. Trường sự kiện. Dạ, trời ơi. Mấy sinh viên ở trong đó mà được học cô chắc hàng sai nó học không, bây giờ nó bỏ bữa. Cái bạn này á thì á, nói chung á là làm như là bạn cố tình anh trọng vừa tôi hàng sai. Sao vậy? Tôi nói bạn biết là tự nhiên bạn khen tôi ốm một chi như vậy, bây giờ tôi gặp nó nha. Trời ơi, người ta hoa hậu nè. Mà hả, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Không sai gì. Bóc dáng y chang vậy luôn. Không sai gì. Hoa hậu. Mặc dù bây giờ người ta là giáo viên rồi, người ta bóc dáng người ta y chang như vậy luôn. Không có gì phải kỳ cục cả. Đó. Chị mà ốm mới là chuyện lạ, còn hoa hậu là cái chuyện ốm và cái chuyện giữ vọt là chuyện bình thường. Rồi bây giờ mời chồng Thuận Hưng Anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phan Châu Ly, em là biên tập viên truyền hình. Em làm tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì với chương trình mà cho sao? Dạ. Thì chương trình gì? Dạ, em làm tin tức 10 năm rồi. Tin tức em làm thời sự. Dạ. Thì chức danh nghề nghiệp của em là biên tập viên truyền hình,
mà nếu như mà công việc của em là nhà báo á, em sẽ làm báo nhưng mà không phải là báo viết mà là báo hình. Đó. Dạ, em là nhà báo. À, dạ. Có nghĩa là mình chụp ảnh là... Dạ không, em làm truyền hình cho nên là em sẽ là người sản xuất ra những cái chương trình tin tức và chương trình thời sự trên sóng của đài truyền hình thành phố. Tất cả đều bằng hình ảnh. Đúng rồi. À, có nghĩa là nhà báo hình đó. Dạ, nhà báo hình đó. Đó là một cái từ đầy đủ. À, mạnh dạng dự đoán luôn. Dạ. Cơ duyên họ gặp nhau. Có thể là họ gặp nhau trong một cái chương trình truyền hình gì đó. Năm 1995 khi mà Hoa hậu Ngân Anh ra đời. Đó, ủa, tôi lộn. Tôi lộn. 5 tuổi. Đăng quang là bao nhiêu? Ừ. Năm 2007 khi mà Ngân Anh vừa đăng hội quan Hoa hậu đó thì ông này lấy tin tức và vô tình coi như là gặp cô ấy, mời cô ấy đến là giao lưu trong cái chương trình mà thời sự các hãng đi đó, và vô tình gặp nhau và quen nhau và yêu nhau, đúng không? Trả lời nhanh. Chính xác. Sai. Dạ sai. Kết quả sai. Đi đi làm ông mụ đi, đừng có làm ông thầy nữa. Tại vì nó trật rất hoài. Trời ơi. Rồi bây giờ thôi. Thôi bây giờ các em nói đi, cơ duyên nào các em gặp nhau và phải lòng nhau? Dạ, tụi em gặp nhau là trong một lớp học và em là giảng viên của Ngân Anh. Tại vì em ngoài công việc là làm công tác báo chí truyền hình thì em có đi dạy về gọi là nói trước công chúng. Em khá là nét nói, phải không? Không có hay. Cho nên lúc đó em nghĩ là mình cần cả thì chúng em nói. À. Em ký một khóa học ở một học viện MC. Đấy thì anh ấy mới là một giảng viên trong số những môn học em học. Hiểu rồi. Rồi bây giờ hỏi nhà ngành trước này, lúc đó là em đã là khoa học chưa? Dạ, em đã làm hậu rồi đúng không? Vậy thì với cương vị một hoa hậu thì khi mà em gặp cái người giảng viên đẹp trai như thế này thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em có nghĩ khi đây sẽ là người chồng của em không? Cái cảm giác thoáng qua nhiều khi cái cơ duyên nó ngộ lắm em. Mọc ốc một cái suy nghĩ, ý ông này phải làm chồng của mình à nha. Em mà có mọc ốc không? Có, đó cái cảm giác em nói là. Thật ra thì trong số 23 buổi em học thì chỉ gặp anh này 2 buổi thôi. Nhưng mà 2 buổi đó là những ngày đặc biệt. Đầu tiên là ngày 31 tháng 12, cái ngày cuối năm. Ngày thứ hai là cái ngày 14 tháng 2. Còn 2 ngày đều là những ngày mà thứ nhất bận rộn. Thứ hai là được nên dành cho gia đình. Đấy mà ông này cũng có thời gian rảnh đi dạy mà em cũng lại bánh bánh học. Có thời gian rảnh đi học. Đó. Mà lớp đó là lớp 1-1. Lớp kem. Ồ, dạ, nghĩ hả? Tức là ở chỗ mà học thì có lớp 1-1 và lớp chung thì lớp mà nghĩa là trong hai ngày đó, trong nghĩa là cả hai ngày đó đều là 1-1. Dạ đúng rồi, tại vì khóa học của Ngân Anh là khóa học 1-1 thì lúc đó là sẽ là một thầy một trò. Trời ơi. 23 buổi đó thì hình như là 23 buổi Ngân Anh đều sẽ học 1-1 hết. Vậy cho nên là sẽ em cũng sẽ dạy là 2 buổi cho Ngân Anh thì cũng là 2 buổi 1-1. Nhưng mà là trong 23 buổi đó là chỉ có 2 buổi là em đứng lớp thôi. Mà là 2 buổi lại là đặc biệt như vậy. Tại vì thường cái ngày đó là thường là một là giáo viên suy nghĩ, hai là sinh viên suy nghĩ. Dạ đúng rồi. Mà hai ông này không rảnh á, một người rảnh để đi dạy, một người rảnh để đi học. Là có viên. Đó. Rồi chắc chắn là trong cái buổi đó không học được cái gì không? Bây giờ tôi đang hỏi nè. Bây giờ đầu tiên em gặp bạn này là cái cảm xúc em. Đó. Đầu tiên ấn tượng là trước khi đến cái buổi học đó là em không cần cái tên. Tại vì lúc đó học bộ báo là ngày hôm đó em sẽ học môn kiểm tra phổ tuấn với thầy Tony. Em mới nghĩ trong đầu là thầy nước ngoài. Đúng rồi. Tức là em đang học về kỹ năng nói tiếng Việt. Tại sao lại học với một ông thầy nước ngoài? Đó, suy nghĩ đi. Đó. Cũng không có hợp lý lắm. Vô ông dạng lớn rồi sao? Cái hôm vào lớp, vào học viện thì anh này không có tới trước. Anh đang ngồi ở chỗ lễ tân để mà anh chờ học viên vào. Thế là em vào thì anh nhìn lên thì lúc đó thì thấy tức là cũng sáng sủa hơn những đặc biệt hơn những người mình đã gặp, tức là 21 ngày qua thì đến ngày là 22 là sáng lên vậy đó. Ngày đó là ngày 31 tháng 12 đó, sáng sủa thì vào lớp thì ra anh này đúng công việc thì anh làm thôi. Và lúc đó em cũng không có nghĩ gì. Khi mà tại vì cái môn đó học được phỏng vấn là sẽ chia sẻ những cái chủ đề về đời sống thì cảm thấy là và cũng khá là duyên là vì em lại chọn cái chủ đề về hôn nhân gia đình. Khi mà hai người bàn luận về cái vấn đề đó thì cảm thấy là khá là hợp nhau về quan điểm. Nhưng mà nếu mà ấn tượng về vẻ bề ngoài thì em
cảm thấy anh này kiểu rất là sao nice đúng không? Rất là nhẹ nhàng, ấm áp. Ấm áp theo kiểu là cái giọng nói, chứ đương nhiên là đó, em chỉ là vai trò học viên thôi, không phải là một quan tâm cách đặc biệt được. Nhưng mà cái là nhìn nó hơi tự ảnh hưởng nhà nước, tự là kiểu thần nhà nước. Nghiêm túc luôn. Này ạ, kiểu nghiêm túc, kiểu thậm chí là nhìn bị hơi khô khan á, hơi khô khan đúng không? Và cái thứ hai là cái tông giọng là nó thuộc dạng là nam trầm. Anh nghe giọng của tôi đi, anh thấy nam trầm. Đó là cái ấn tượng của bạn ấy với em. Vì thì đến Tony thì sao? Em nói giọng nói tránh á, giờ em sau này bảo là thích giọng em. Không, thôi mà, thôi cái giọng nam trầm là giọng đẹp mà. Nam trầm. Có một cái nữa là lúc đó thì anh Tony đang nổi tiếng với cái chương trình là Tự Nhiên Hàng Mỹ. Thật ra em cũng không quan tâm những cái chương trình đó, thật ra em không có biết. Thật ra mấy bạn học viên trong học viện kiểu rất là fan của anh này kia, nhưng mà ý là em không quan tâm. Khoai học bóng lắm. Nhưng mà em cảm thấy là tức là nhìn người rất là lục thách hay sao? Tức là không có sử dụng, em nghĩ là không sử dụng mạng xã hội luôn. Tức là nhìn cứ cỡ là... Biết hả Tony? Không phải, tại vì em thì là một người chỉ sơ mi miền Tây, và em có lẽ là em sẽ không phải là một người thú vị khi mà mọi người mới thấy, mà đúng là em cũng không thú vị thiệt vì em cũng sẽ khá là hơi nói sao ta, em không có một cái gì đó dễ để mà gây ấn tượng, để gọi là người ta sẽ phải thấy là mình hay ho. Mà thường em đã biết nói rồi mà em lại còn ăn mặc kiểu nhà nước nữa thì chắc chắn là cái ấn tượng đầu tiên theo như kiểu như anh nói là em thấy cũng hợp lý thôi. Bởi vì còn em thì sao, em có ấn tượng gì về cô ấy không? Mà em có biết cô ấy là hoa hậu chưa? Em tất nhiên em làm tin tức thì em có biết người này. Năm 2017 thì em biết câu chuyện liên quan của Ngân Anh. Em nói là câu chuyện liên quan luôn chứ không phải là cái chuyện liên quan thôi. Nên thành ra em chỉ biết thôi và em không quan tâm lắm. Và anh hỏi nè, khi em nhận được được cái lịch xếp á, cái xếp lịch mà em dạy cho hoa hậu Ngân Anh thì em có đúng không? Dạ không, cả miền đó rất nhiều hoa hậu đi học. Hồi đó ta rất nhiều bạn đang muốn cải thiện khả năng diễn đạt của mình, cải thiện khả năng nói của mình thì sẽ đi học. Và rất nhiều bạn là cũng mong muốn là trở thành một MC truyền hình hay là MC trong sân khấu. Thì em đào tạo đó, em đào tạo những kỹ năng đó. Nên thành ra câu chuyện mà học vụ báo cho em là ngày 31 tháng 12 này anh dạy bạn Ngân Anh dạy 1-1 nha. Thì em chỉ đơn giản là nốt vào lịch rồi thì đã đi dạy thôi. Thế bình thường quan tâm lắm. Dạ. Đến khi mà đến thì em bước vào lên em thấy thì em thấy là đây là con anh. Em biết vậy thôi. Nhưng mà đến khi vào trong lớp á thì nếu như mà đó là ấn tượng đầu tiên của em về Ngân Anh, đó là một điều Ngân Anh rất kín đáo, và đó là một điều mà em luôn đánh giá rất cao. Em rất là thiện cảm với những người con gái được kín đáo, như cũng chia sẻ luôn. Cảm ơn em nha. Dạ. Thì lúc đó giống như là câu chuyện thì em biết câu chuyện của Ngân Anh qua, nhưng em không quá quan tâm về việc của lòng họ, vì em làm công việc này em đã tiếp xúc rất nhiều. Em tiếp xúc rất nhiều người, rất nhiều tầng lớp, rất nhiều.